Gô đần đây. Thế táo nhà mày là bao nhiêu tiền một cân đấy? Anh không đủ tiền để mua đâu. Không đủ tiền? Cái con lợn này đủ không? Ủa, lợn à? Nhưng mà em chả biết là con lợn của anh có bao nhiêu tiền rồi. Mấy triệu của anh đây. Hay bây giờ như này, anh tặng mày con lợn này, mày chỉ cho anh cân táo thôi. Coi như là anh đền bù mày mấy đứa bữa trước anh lừa mày. Mấy triệu cơ á? Hay thôi, anh cứ vào anh vặt đi một cân thôi, sao em khuyến mại anh thêm một quả nhá. Thật nhá? Vâng. Anh ơi, anh nhớ vặt một cân thôi nhá. Với cả em khuyến mại một quả nữa thôi đấy, đừng có hơn đấy. Một cân thì anh có vặt hơn đâu. Anh đi về nhá. Thế anh đi về nhá. Nhưng mà có đúng một cân không đây? Mấy triệu với em đâu? Có 10.000 mà bảo mấy triệu. Tin